Và sau khi đã đẩy lính thành công ở khu vực nửa trên thì Bâng vẫn sẽ quyết định ở lại đây để có thể farm thêm cùng với vị trí của Zero. Trong khi đó ở khu vực đường giữa đang là áp lực đến từ Tara bật lên cho mình thân thể thép, và qua đã là điểm chiến công đầu mà bên phía đội tuyển Mad Team thu lượm được khi mà họ có một tình huống tập trung rất tốt ở khu vực đường giữa. Sự xuất hiện của hai AT có lẽ đã đem đến sự bất ngờ dành cho thêm của Khoa, và mất đi điểm chiến công đầu, những lợi thế mà sàn Phantom có được ở trong giai đoạn đầu bị thu hẹp lại không nhỏ. Tôi nghĩ rằng Red chắc chắn và Sài Gòn chắc chắn biết hai AT di chuyển, nhưng chúng ta đã thi đấu quá chủ quan. Vít mất rất nhiều máu rồi, Seiza hất tung được hai người ta đây, Bâng giữ được cho mình con Seiza đấy, nhưng tuy nhiên máu của Bâng không còn quá nhiều, hỏa bạo hủy diệt đi Bâng. Vít vẫn còn lại bị ca quay hạ gục mất rồi. Đúng là ở thời điểm này thì Nay cũng bắt đầu sẽ có sự ứng cắc của mình, nên chúng ta không được liều lĩnh ăn cho mình những mục tiêu. Khoa băng lên tốc biến rất sâu, đẩy hai người cùng trở về rồi. Khoa khép không được, nhưng vẫn còn lại thì Zero lên bảng điểm số. Chúng ta đang mất liên kết ở trong pha giao tranh này. Red không còn nhiều máu nữa, Bâng kẹt lại rồi, phá kén bỏ chạy, nhưng Bâng chạy được hay không đây? Bâng có lẽ sẽ phải bấm chữ hay không? Bâng có băng xương, Vít đổi mạng được với một người, đó là Nin. Bâng đã quay trở lại với cái chuyển sinh. Kawai cũng đã bị check ra bởi Fizz, và khi có bùa xanh thì cộng thêm phù chú trường sinh, Khoa sẽ hồi năng lượng và máu lại đầy cây chỉ trong một quãng thời gian ngắn thôi. Và đó là lý do mà sàn Phantom vẫn đang có rất đông nhân lực ở xung quanh hang Seiza bọn chúng, và họ muốn bắt vào Kawai trong tình huống thi đấu này làm rất nhanh. Và đã có điểm mạng gục dành cho Bâng rồi, một viên viên trinh kính tốt của Red để khiến cho Yue cũng chỉ còn đâu đó hơn nửa cây, nhưng đang tràn lên đến từ Nain, và sát thương đến từ Tara cũng là khó chịu quá ở thời điểm này. Nhưng thế của Khoa vẫn đang đứng vững. Đây là Bâng một mình bay múa giữa ba thành viên bên phía đối phương, thực ra đó là bốn khi còn có Aya trên người của Nain nữa, nhưng Bâng vẫn làm được cùng với Elando, vẫn đang tiếp tục tiến lên chờ những người đồng đội. Sàn Phantom đang muốn tăng tốc ở tuyến trên với con Seiza bạo chúa tràn vào, ở đường giữa cũng là rất gần rồi, khá đẹp ở trong tình huống ép Seiza này đến từ đội tuyển sàn Phantom. Sẽ lấy được cái gì đây? Thêm một viên miễn chinh kích tốt nữa, Nain còn đâu đó khoảng nửa cây và đã mất đi cho mình thân thể thép rồi. Nhưng Zero cũng không còn quá khỏe, đứng giữa là thành công, mất ra một mệnh đến từ Kawai. Kawai đang bỏ chạy, Bâng cố gắng đuổi theo, Kawai chạy được nhưng vẫn còn Seiza đánh nhà đến từ đội trưởng của sàn Phantom, và sẽ là 1-0 dành cho những bóng ma Sài Thành. Nakroth và Aya sẽ khởi đầu ở phần rừng bùa đỏ, còn bên phía của đội tuyển Mad Team thì họ đang muốn tràn vào với khá đông người. Yue đang đi vào và Nain cũng đang đi vào, nhưng đã có Thiên La Địa Võng bày ra từ trước đó, tấn công thẳng vào Nain là sự lựa chọn của sàn Phantom, và chiến công đầu thuộc về Bâng. Bâng vẫn còn giữ được nửa cây và sẽ ở lại đây để tranh chấp con bùa đỏ này. Yue đang bắn rất gắt khi có thêm sự hỗ trợ đến từ Helen, nhưng Fizz cũng đang vào, sàn Phantom chưa mất ai cả. Nhưng con bùa đỏ này thì có lẽ là cũng cần phải tranh chấp một cách thật sự khéo léo với cái trừng trị đến từ vị trí của Bâng, chứ nếu như chơi giáp lá cà thì đối phương hồi phục là mạnh quá. Trong khi đó con bùa đỏ của Nain cũng đã không nằm trong tay của Nain, mà nó nằm ở vị trí của Kawai. Với Nain thì người đi rừng của đội tuyển Mad Team vẫn đang có những ván đấu farm chưa thực sự là thuận lợi lắm. Tiền của Nain cũng chỉ đang ngang với tiền support của bên phía đội hình đội tuyển Sài Gòn Phantom mà thôi. 5 người quay đánh vào vị trí Zero, Zero vẫn luôn và chờ đợi những người đồng đội của mình đến để làm gỏi đội hình đội tuyển Mad Team ở trong tình huống giao tranh này. Tỷ số được nâng lên là 3-0 về điểm hạ gục. Rõ ràng đây mới là hình ảnh Sài Gòn Phantom mà các khán giả của Lico Mobile Việt Nam muốn nhìn thấy. Zero mất đi tốc biến để giữ được an toàn, nhưng cũng đã câu được tương đối nhiều chiêu thức của đội tuyển Mad Team để giúp cho con đường ra hang Seiza và ăn đi mục tiêu quan trọng ở phút thi đấu thứ 8 của Sài Gòn Phantom trở nên rộng rãi hơn. Fizz vừa giấy một binh đoàn linh hồn, nhưng đây là pha thi đấu mà Mad Team rất quyết tâm, và vì thế mà Sài Gòn Phantom hãy cần cẩn trọng một chút. Họ đang rất cố gắng để có được con Seiza bóng tối này. Sài Gòn Phantom đủ sự tinh quái ở trong một thế trận đang rất thuận lợi dành cho họ. Zero có phòng ngự được pha thi đấu này không? Đây vẫn đang là rất mạnh mẽ đến từ Mina. Nain lao vào chả có sát thương gì cả mà chỉ thấy nằm xuống rất nhanh mà thôi. Bâng vẫn đang có quay được ở trong cái sát vực của Kawai. Kawai đã giúp cho Yue có điểm hạ gục đầu tiên. Yue vẫn đang bắn, Red cũng vẫn đang bắn, và cả hai sát thủ đều nằm lại trong tình huống thi đấu này. Đây là khoảng thời điểm hoàng kim của cặp đôi Cafeni cùng với Helen, và Mad Team đang muốn tận dụng khoảng thời điểm này để thi đấu những tình huống mạnh mẽ bất chấp lượng tiền thua thiệt so với bên phía của đội tuyển sàn Phantom. Nhưng Seiza bóng tối nó thuộc về ai đây? Trong tình huống tranh chấp này thì nó thuộc về Bâng đương nhiên rồi, khi người đi rừng của đội tuyển sàn Phantom hơn cấp độ so với Nain. Ở thời điểm này thì Bâng thì Nain đã có cho mình một cái thương long, một cái phức hợp kiếm nên không hề đơn giản. Nhưng tuy nhiên thì Zero bắt thẳng vào vị trí của Nain tại đây. Bâng căng ra tự động sát thương là rất nhiều. Cucu mất cho mình băng xương rồi, outplay được cú đạn thần quang, nhưng outplay thế nào được nát cốt Aya đây? Hai người của Mad Team nằm lại, chúng ta đã có hai tờ lính tràn vào rất đẹp. Sẽ là hai trụ đường lính sơ cấp thuộc về Sài Gòn Phantom hay không đây? Câu trả lời chỉ là một mà thôi, đội bạn đã dọn dẹp rất căng thẳng. Một trận đấu mà khi địch kéo đến thời điểm late như thế này thì đúng là nát cốt Aya của Bâng và Khoa cũng chưa chắc đã thực sự trở thành một cặp đôi bá đạo, và Zero cũng là như vậy. Khi mà Zero dạo gần đây đang chống chịu không phải là quá tốt, Zero đang lao lên rất cao, Zero hút được một người rồi, đó là Omen của Kawai. Nhưng cẩn thận Zero ơi, Zero đang tăng rất nhiều sát thương, băng vào rồi, chưa quên bật lên trên người của Khoa. Nhưng Kudu và của Nain không có quá nhiều sát thương, Yue đang được free shot, Yue bắn với Zero, Zero mất tốc biến bỏ chạy rồi. Sàng Tông vẫn giữ được nguyên đội hình của mình, thậm chí băng có thể tái giao tranh đây, băng hạ gục đi Yue, và đây là cơ hội vàng dành cho những bóng ma Sài Thành. Tấn công tiếp tục vào hất, hất nằm lại rồi, lấy gì để thủ đây Mad Team ơi? Kawai cố gắng bỏ chạy trong sự hoảng sợ của mình.
Sai của Tom bây giờ có hai phương án. Một là sẽ ra bạo chúa, hai là bắt đốt Cucu để end game, và Cucu đã không về được rồi. Ultimate thuộc về Bâng, và có lẽ tỷ số sẽ là 2-0 ở thời điểm này. Nên cố gắng làm một điều gì đó, nhưng đó chỉ là sự bất lực của Nate mà thôi. Kawai xích được Red, mất đi Red mất rồi. Red bị sắp đào, nhưng Bâng ạ của mình đây. Red vẫn đang, chính xác hơn là Kawai vẫn đang khá khỏe ở tiếng ngoài, nhưng Red, nhưng Kawai quá cô đơn. Và chúng ta đã quét sạch đội hình của Mad Team. Đây sẽ là 2-0, đây sẽ là bản thứng thứ hai, và đây sẽ là bản lệ thuộc về những bóng ma Sài Thành. Đây là những bước di chuyển đầu tiên trong ván thi đấu thứ ba, ván thi đấu mà tất cả các khán giả của Lico Mobile Việt Nam có lẽ đều sẽ hy vọng là ván thi đấu cuối cùng của ngày hôm nay, để Sáng Phát Tôn có thể đi tiếp một cách thoải mái nhất ở APL 2022. Tuy nhiên thì Mad Team đang không để điều đó diễn ra một cách dễ dàng khi họ tập hợp 4 người sang tấn công vào phần rừng bùa đỏ của Bâng. Và tình huống này thì bùa đỏ hơi khó giữ, nhưng dù sao cũng đã kéo được bùa đỏ ra một thời gian và khiến cho bộ tứ của bên phía đội tuyển Mad Team mất rất nhiều thời giờ. Và khi Zero có cấp độ 2, khi Fizz có cấp độ 2, Sáng Phát Tôn tổ chức phản công. Bâng đã giữ lại được con bùa đỏ dưới chân mình, cũng có cấp độ 2 và nên lên bảng đếm số ngay ở trong phút thi đấu đầu tiên. Chúng ta đã có rồng, còn một lần nữa Mad Team sẽ có được chìm cơ xe ra. Kawai khá hổ báo, anh ta tiến thẳng sang phần rừng của chúng ta và không thể cướp đi con quái nhỏ này. Long trời đất của khoa hất tung hai người, sau đó là cú đấm rất đẹp, Bâng băng vào hủy diệt đi vị trí của Kawai quá nhanh. Không, chính xác đó là Hớt. Hớt bị nằm lại quá nhanh, trái tim của Mad Team nằm lại, và như vậy là đủ để cho Sài Gòn Tôm cứ từ từ tích lũy dần. Khoảng cách về mặt lượng tiền cũng đã lên tới con số 2.000 tiền rồi, chính xác là lời 1.000 tiền. Trái tim là cái tên dịch ra tiếng Việt của người đi đường giữa bên phía đội tuyển Mad Team, nhưng trái tim thực thụ của họ là Nen thì cũng đã bị kiểm tỏa từ rất lâu rồi, và điều đó khiến cho Kawai bây giờ chỉ như một bị bông khi đối mặt với những nhịp hoa đến từ Frentino mà thôi. Tỷ số được nâng lên là 3-0 về điểm hạ gục ở phút thi đấu thứ 3. Mad Team vừa tập hợp 4 người ở khu vực đường giữa nhưng họ chẳng tìm kiếm được điều gì cả. Có lẽ họ muốn di chuyển nhanh. Mad Team ngày hôm nay đang di chuyển cùng nhau rất nhiều để tránh trường hợp Sài Gòn Tôm đè được cánh, bởi cánh của Yue và Kawai thường thì là cánh tương đối lục. Về mặt dự trí tấn công tốc biến, Long trời đất rất đẹp từ qua, và thêm cả một cú bom cười nữa có sức mạnh cơ thế tại đây, nhưng cứu nổi Yue không đây khi mà Bâng có quá nhiều chiêu thức để áp sát vào Yue. Yue nằm lại rất nhanh rồi, Cucu cũng phải bỏ trụ, và đúng là Sài Gòn Tôm chỉ cần một cú đấm mà thôi, ngay lập tức đã có điểm chiến công thứ tư và họ có thể lấy được thêm cả cái trụ đường dưới nữa. Còn đây là Zero, bốn hoa cân ba. Zero rất đáng tiếc, nhịp hoa cuối cùng thì trượt mất rồi, nhưng Zero còn đó là băng xương để ta có thể sống sót và tạo được rất nhiều tiền đề để cho Fizz có thể hạ gục DNA thêm một lần nữa. Ở khu vực đường của Kawai thì Kawai cũng chẳng thể làm gì được Red cả. Và đúng lúc chiều đến Kawai thì các bạn có thể nhìn thấy Facebook fanpage của Kawai, và có lẽ đây có thể sẽ là một trong những lần cuối cùng mà chúng ta thấy được những cái layout này được hiện lên. Đường dưới tấn công tới từ vị trí của Zero rồi, Phun Hoa rất là lướt tới từ Zero, cân 2 trong trụ luôn tới từ Frentino trong tay của Zero. Anh đang tiếp tục ở lại có thêm vị trí hoa nữa khi mà Bâng hỗ trợ lấy những cái trụ này, và Bâng cùng với Zero có thể rút về thành công. Và rõ ràng Sài Gòn Tôm chắc là sẽ thi đấu một cách cẩn trọng, không tăng tốc quá nhanh, không giao tranh quá nhanh, dựng ra cho mình lô cốt tử quang cũng từ hết rồi. Ý đồ của Mad Team là gì đây? Một tấn công vào Red đây, Red tốc biến bỏ chạy rồi, chúng ta có thể căng ngang thế gọng kỳ cuộc với đội tuyển Sáng Tông không kịp xảy ra một tử quang thì hết lên vào điểm số mất rồi. Giao tranh ở rất nhiều mặt trận, nhưng vẫn còn lại thì Zero có vẻ như đang có được rất nhiều nhịp hoa mượt mà. Trận đấu đã được đưa đến thời điểm tương đối cân bằng về mặt sức mạnh cả hai bên, nên rõ ràng chúng ta cũng bắt đầu xuất hiện những lo lắng. Đúng là đã bắt đầu xuất hiện những lo lắng ở khoảng thời điểm mà ván thi đấu có phần chậm lại trước con xe ra bạo chúa này. Ui, Zero vừa rồi là một tình huống xử lý không tốt đến từ vị trí của Zero, và Zero đang cần phải lùi về. Nhưng pha tiến lên của Cucu thì đúng thực sự là còn tệ hơn rất nhiều so với pha thi đấu của Zero trước đó. Sấy rất đau tới từ Hurt. Mad Team đang dâng đội hình của mình lên để có thể phòng ngự từ xa. Con xe ra bạo chúa được thả cánh trên của đội hình đội tuyển Sàn Phan Tôn, nhưng Sàn Phan Tôn đang di chuyển vào và cố gắng đẩy lùi đối phương về để bảo toàn lượng máu là nhiều nhất cho con xe ra bạo chúa của mình. Ở khu vực đường dưới thì những con xe ra tiên phong sẽ tự đẩy, còn nhiệm vụ đẩy lính ở khu vực đường giữa được giao cho Fizz. Fizz đã đẩy lính xong, bắt đầu sẽ di chuyển sang và gây ra sức ép lên đội hình của đội tuyển Mad Team. Mad Team sẽ cần phải dựng lô cốt để phòng ngự con xe ra bạo chúa này, hay chăng đây Long trời lở đất rất tốt để khiến cho Nain không được chơi game mất giáp bộ mệnh rồi. Nain có lùi về được hay không? Đây không lùi về được khi mà Bâng băng vào từ tuyến hai. Bâng mới mất giáp bộ mệnh thôi, đổi được sang liềm, đã lấy được đường lính siêu cấp, và đây là những giây cuối cùng của Mad Team ở APL 2022. Họ bị quét sạch bởi Sài Gòn Phan Tôm, tỷ số là 3-0, và đó sẽ là chiến thắng của những bóng ma Sài Thành. Mad Team rất tốt nhưng Sài Gòn Phan Tôm rất tiếc. Xin tạm biệt Mad Team, một chiến thắng quá rực rỡ.
và thực sự thuyết phục của những bóng ma Sài Thành đương kim vô địch của AOG Việt Nam. Chúng ta đã trở lại trong cuối ngày hôm nay, và đây là một trận đấu trở lại cần thiết của những bóng ma Sài Thành.